sôm cột chuẩn bị xua bông ôn cả ngày nay cứ cái nhóm bàn đo cái lại cái luộc cô đọt nơi xa bằng tờ bãi này cứ đẹp thế này là cái quạt thở giật tờ đập tay con mục lũ hay con mục lũ tôi đốt nó nóng mà cái lô mà nó cảm ơn nó mà ngay lô cô mà anh vừa mày lỗ hơn ta ra sạch inox dương mơ tới của chồng và của tiến nên là nà nà máy
phê để cô nâng cái eo chắn từ cái chặt đào cạp phía. Xong bây giờ bay viết có khơi với nó mưa lòng khơi này rồi khơi với mình là cái nào sửa vậy. Hãy chắc lụa vì mau mà nó nè nè. Đó mà đập vô bà. Nè nóng mà đưa chở nè bà. Ồ.